quậy của phường Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh. Bữa nay về Lai Dung. Đây là anh Teo siêu quậy của phường Mỹ Trà. Ở phường Mỹ Trà không? Không. Thành phố xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh bị lạc về đây. Và chúng tôi đã bắt được và nhốt vô chuồng. Và bây giờ nó lại tiếp tục. Nhốt vô chuồng rồi sao thả ra gì vậy? Thả ra cho nó đi kiếm mồi. Đố theo vừa đó vừa gì? Xe. Bây giờ mình đi qua lề phải không? Đi qua lề phải đang chấp hành luật giao thông nè. Ơi, con gái gì con đi ẻo dữ không? Teo, con làm gì đi ẻo vậy? Oh. Cái này gọi là gì không? Cái này gọi là gì? Gọi là gì? Là cà thể. Bớ gì? Con trai mà cái đích nó đi dẹo kìa. Ẹo mà ẹo lại kìa. Mình tranh thủ mình cà khịa được lúc nào thì mình cà khịa. Ủa sao cái chân con dài con đi lẹ chứ không? Mũi vậy? Ôi trời. Kỳ á. Tao nó dằn lăn dữ lắm mấy bạn ơi. Đây, bây giờ đã tới chợ Hoa rồi các bạn ơi. Ở đâu giới thiệu ơi? Giới thiệu đây là ở đâu? Chợ bán gì con giới thiệu phải không? Đây là chợ gì? Chợ ngày Tết nha. Rồi bán cái gì gì kể coi. Đây là chợ Bách Hóa. Rồi bán cái gì? Dưa hấu ở gì nữa xe con? Bông, các loại bông. Các loại bông hả? Bông chân Tết đồ. Đúng rồi. Dưa gan đồ. Các loại hoa hỏa là gồm cái gì kể đăng cho mọi người biết. Trái dư rồi. Trái dư nữa hả? Rồi nói chung là cầu dừa. Cầu dừa bơm đủ xài không? Con làm gì không? Ô! Con là diễn viên chính á, con phải diễn sao cho nó xuất sắc coi. Mình phải diễn xuất sắc nè, đang lên màn hình nhỏ, màn ảnh nhỏ. Đang cả thế giới đều coi đi nè. Hiện tại là Teo đang là diễn viên chính đó nha mọi người. Đâu bạn diễn viên trẻ hãy giới thiệu đây tới là bông gì nè. Đi lộn. Lộn lộn hả? Quay lại. Tới bông gì? Mình chở bông gì kìa. Hôm nay đi thẳng nè. Đi thẳng đúng rồi. Bởi vậy. Ai? Thằng nào? Thằng nào xúi tôi quay lại? Dám cà khịa tôi hen. Ồ, tới cái bông gì nè con giới thiệu không? Đúng rồi, hay quá. Đúng rồi, hoa hồng nhỏ đây. Hoa hồng nhỏ là để cho là cái chương trình, biết gì chương trình gì không? Những bông hoa nhỏ. Rồi tới bông trước bông gì kìa. Bông trước là bông gì ô? Bông cúc, đúng rồi. Rồi. Cái viên chiên đâu? Đúng rồi. Đi đường nào không phải? Bông bên đây nè. Bên đây nè ô. Bên đó cô Trang đi một mình đi. Kìa bà Út đi bên kia kìa. Xe đó. Ủa bà nội với. Đợi bà lão. Đây đợi bà lão. Ô dắt bà nội đi con. Lên đầu mấy lại chim được phải
mấy người chị đi thôi cà khịa tới ô hả? Thôi không cà khịa. Ừ, con giới thiệu bên đây bán cái gì coi, con có nhân vật chính của cô mới được. Đúng rồi, quần áo cho người lớn, cho em bé rồi luôn. Giới thiệu này là có đủ quần áo cho em bé, cho đúng rồi. Rồi sắp sửa mình đi tới tới hàng bông. Đúng rồi. Ờ Teo chịu mấy bộ này không? Đây nè, phụ nữ hả? Mà mua gì cho mẹ? Mẹ không có đi. Rồi bây giờ mình đi tới cái giữa bông gì đây? Bên này bông gì nữa? Ô, bông khác rồi kìa. Bông cúc vạn thọ. Không phải. Hả? Bông vạn thọ. Đúng rồi. Bông vạn thọ dọn lắm. Cà khịa không hả? Đúng rồi, cái hạt. Rồi giới thiệu tiếp coi. Rồi tới đó nữa là gì? Đúng rồi. Đây là nhân vật chính, đó chính là bạn thế giới lằn rừng. Đây là cháu. Đây là cháu của mình. Tên là Teo. Nói cho các bạn nghe là tình nghĩa gì cháu không có chắc bền lâu nha. Ê, cái gì với cháu? Thôi làm tình nghĩa cô cháu không có chắc bền lâu nha. Bây giờ cho nên là sớm muộn gì bây giờ cà khịa ngược lại nè, mới nói gì thôi. Cái gì vậy cháu? Mới đây nó đổi thứ tự rồi, nó lộn xíu. Bởi vì mới hồi nãy cô nói là hộp dịch lộn còn lộn thì người ta nói lộn cũng được, mà con bắt lỗi mới nãy là bây giờ là bị rồi. Cái ông đập lưng ông, cái này là cái đúng không? Rồi, tới bông gì nè Tô? Con giới thiệu tiếp cho tới bông gì? Rất là đông đúc. Bông này bông gì nè? Ô, bông lạ nè. Bông cúc. Cúc này hả? Mốt, bông này bông gì mốt? Cúc mai. Vậy là cúc bông soi chậu nhỏ. Bông này đẹp. Bông này dễ thương, cúc bông soi chậu nhỏ dễ thương. Rất là cute nha mọi người. Rất là cute luôn. Đúng rồi. Bạn của cô Minh. Rồi bây giờ anh Hai Teo thích bông nào? Thì mình thích cái bông màu cam, cái bông nhãn thọ màu cam. Bông nhãn thọ phải không? Rồi, chốt mua nguyên cái quầy đó tặng cho anh Teo luôn. Ủa đó. Tao có nhãn thọ để đem vô chơi. Ở đây rất là đông đúc. Để nhà tao nhỏ. Hôm nay là hai mươi mấy Tết Teo. Con có nhớ hôm nay là hai mấy Tết không? 26. Không, phải bữa nay là 26 Tết rồi. 26 âm lịch. 26 hôm nay là 19 dương lịch. Đúng, 20. Rồi, hộp dịch lộn còn lộn. Mà con nói lộn không vậy? Chị mà hồi chiều cô nói lộn con không chịu. Rồi giới thiệu tiếp coi. Giới thiệu tiếp coi. Không, bên đây nè, cây màu tím tím đó là cây gì? Đó, tím tím á. Bông giấy. Đó là cây bông giấy. Đúng rồi. Camera nó bị mờ rồi, ôi ơi. Cây bắp, đúng rồi. Bông này đỏ đỏ gì nè ô? Đó, cái đỏ đỏ đó. Con đưa cái mặt diễn viên chính con nói người ta mới thấy. Bông đỏ đỏ đó bông gì? Thôi bây giờ một hồi không trả lương cát xê cho diễn viên này. Diễn viên chính giới thiệu bông đỏ đỏ là bông gì? Bông màu gà. Đúng rồi. Quay mấy cây mai nè. Cây mai đẹp chứ. Mặc dù là chưa ra qua nhưng mà nếu mà rồi mua về thì chắc tầm khoảng là. Rồi bạn có biết giá không? Giới thiệu cho khán giả cùng biết. Bạn có biết giá những cây mai này không? Đúng rồi. Tại vì có giá không? Hàng 22 triệu
Cái này là 22 triệu. Cho nên là 22 triệu thì cũng cũng. Gì con? Rồi Tê Âu giới thiệu tiếp coi bên đây là những bông hoa nở. Đây là những cây lá nở rồi. Là bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền không? 7 triệu. 17 triệu đúng không? Cây này thì 7 triệu. Ủa 7 triệu hả? Rồi giới thiệu tiếp coi. Rồi anh Teo đâu rồi? Hai mươi lăm triệu rồi, cái này 25 triệu. Hả? Cái đó nhiêu? Cái này 15 triệu. Rồi ok. Tiếp hả Teo? Cái này bao nhiêu? Tơ à? Cái này bao nhiêu? Không biết giá. Rồi. Bó tay không biết giá rồi. Đây. Bà lão đi chợ đây. Bà lão này là thứ tư, mình gọi là dì Tư nha mọi người. Đây là cháu nội của bà lão. Gọi mình là cô. Chống lại. 8 triệu. Rồi tiếp đi. Rồi tiếp tục. Cái cây này. Rồi đố theo cây, đây là cây gì? Cây bông chen đỏ. Cái này đó là con công. Công đúng không? Rồi. Bên đây là bán cái gì đây? Giờ mua cho con cái đầm nha. Cái này là bán đồ. Bán đồ rồi. Hôm nay Tê Ô là nhân vật chính. 35 ngàn cái quần ơi. Bông đẹp quá nè ô. Xong giới thiệu tiếp không? Này bông gì đây? Này có ghi tên không? Đây là cây bông hồng. Ô lại để bà nội ô. Con lại không để bà nội chứ. Rồi cái này có giá nè ô ơi. Cái đó bao nhiêu tiền? Cái này không có tiền nha mọi người. Cái này nó ghi là hiệp liền. Năm mới chúc quý khách phước lộc thọ an khang. Cung cấp ngay mà. Con lật bài này coi. Rồi số tôi đó. Rồi không có ghi giá rồi. Đây là cách chăm sóc với lại cái hiệp liền. Nhiều. Đây là nhiều. Không có ghi giá. Có giá nha. Đi theo người ta không lại nó luôn rồi. Ô bên đây nè ô. Bông trang trắng. Trang này bông trắng vàng. Vàng hay trắng? Vàng. Ghép mấy cái này đẹp quá trời. Dạ. Ôi, dễ thương nha. Ôi, mấy cây mai nhỏ nè. Uống đã uống dữ dằn luôn. Cái này nhiêu tiền ô biết không? Không biết. Không biết rồi. Rồi tôi tiếp tục giới thiệu bông này bông gì đây? Chậu bông chen đỏ siêu to khổng lồ. Rồi ok. Rồi tới cây này cái gì? Đố con cây này cái gì? Cái này là những cây kỷ nhà. Không phải, đây nè, cái bên đây nè. Cái này là cái gì? Cây linh sam. Ai chả biết là cây kiển, phải tôi biết tên chứ. Xe đó. Chấp hành đúng luật giao thông, đi qua đường phải coi hai đầu. Tới bông đó bông gì không? Phải không?
không chắc ăn. Rồi đi tới luôn. Rồi chuyến này Teo lỗi thua bà nội rồi. Thấy bông này bông gì đây? Bông cúc, đúng rồi. Đây là cúc mâm xôi. Đây là cây lửa hổ. Trang nhỏ luôn. Cái xương rồng nó xứ, đúng rồi. Bên kia bông hướng dương kìa Tô, hướng dương kìa, diễn viên chính. Rồi bông hướng dương đây, lia máy qua bông hướng dương. Rồi, tới đây Teo bí rồi, không biết bông gì rồi. Bông này là hoa chuông. Đúng rồi, đây là hoa chuông. Bông này bông gì hả? Bông này bông gì không? Rồi, bạn Teo bí rồi, không biết bông gì. Về search Google nha. Chết. Trách nhiệm của con là search Google. Rồi giới thiệu tiếp cây. Đúng rồi. Cô Minh bị lẻ bày rồi. Cô Minh gặp bạn hay gì, cô Minh lẻ bày rồi. Trong những cái chợ mà bán hoa đồ vào ngày Tết thì mình thấy bông vạn thọ là nhiều nhất nha. Đúng rồi. Ảnh nhồi lắm mấy bạn ơi. Anh cháu mình nhồi lắm. Đẹp lắm, qua coi mà kia ở dưới bảy quẹo coi khá lắm rồi. Đã là mua quá trời luôn, bông gì chứ không chứ cửa con á. À. Hãy đồ mua lan. Bán rất là tấp nập. Đúng rồi. Rồi mình đã đảo đúng một vòng, bây giờ quay lại. Đây là trung tâm của chợ. Cô Minh kìa, cô Minh kìa. Đúng rồi. Giờ tao định mua bông gì? Vẫn hên nói với các bạn một câu là mình thích cái bông vạn thọ màu cam nhất. Rồi. Nếu có tiền thì mình sẽ mua luôn. Rồi. Giờ mình đi qua cái giữa lan. Đi vòng cánh bên tay trái của chợ. Diễn viên chính không giới thiệu chân á. Đây là bông cúc mâm xôi. Rồi. Đó là những cây hạnh. Rồi cây hạnh luôn. Chậu lớn chậu nhỏ. Chậu lớn chậu nhỏ luôn. Tới bông lan kìa Tô. Bông lan.
quýt hồng kìa. Đây là cây quýt hồng. Đây là đặc sản của huyện Lai Vung. Đúng rồi, đặc sản của huyện Lai Vung. Đây là cây quýt hồng. Cái này cô biết gọi là gì không? Quýt hồng mà trồng trong chậu gọi là quýt chậu. Cây lan nha mọi người. Rồi bên đây là lan. Những con lan rất là đẹp. Lan gì đây? Lan hồ điệp. Bên đây là lan hồ điệp. Đây là lan hồ điệp với bông gì đó mình không biết. Lan hồ điệp. Lan hồ điệp. Mắc xiền á. Sao? Rồi mình đi tiếp. Rồi đi tiếp. Lan lan nó mắc đó một. Hả? Lan hồ điệp mắc đẹp mắc. Vậy nó 70 hả? Thế hả? Rồi tới đây là hết bông rồi Teo ơi. Bông hoa hồng là để. Còn bên đó là những cây hạnh và cây những cây mai. Bự. Đúng rồi, cây mai. Đây chợ bông đây. Buổi tối chợ bông. Cháu cảm ơn con được không? Sao vậy? Chú quá, chú quá. Để ra cho khán giả coi. Trời ơi, ông đẹp. Rồi, bây giờ mình đi về. Về mà tối nay không có tiền cho. Rồi, tôi đi về đây. Ơi, mình đi về mọi người. Bye bye. Mời nó mua. Mời phải mua, tại nhà nãy nó đi chơi một câu, cao có làm tiền. Sao mình không đi vòng đường chứ ta? Bây giờ mình đi lùi luôn rồi nè. Lùi bây giờ mà mua không quay lại. Ủa đâu có. Rồi bây giờ mọi người đi về đây. Ơi thì đây là bữa tập hóa của anh Út Anh của mình. Thì hiện tại mình dự định là sẽ xin anh Tết đem bông ra đây bán. Tại vì cái bữa này anh tập trung bán ngoài kia cho nên định xin nữa mai mốt sẽ để bông vô đây để bán. Đây là cái kiosk của anh Út Anh, là chú 7 của bé Theo Nguyễn Thiện Đăng. Ở mình sẽ gợi ý cho bé Thiện Đăng đứng đây bán bông, là chàng trai xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh bán bông. Và nhớ kéo khách vô nhiều nhiều nha Tô. Đó, rồi. Đi có chút xíu mà mỏi chân rồi kìa, ngồi kìa. Chịu nổi không? Nổi. Cái gì mà nổi? Đòi mua gì? Con mua gì? Con khui con bọc con ăn chưa hết kìa. Bây giờ trong túi không có một đồng luôn. Thôi là nội nó dữ. Túi không? Mua thiếu bà nội quen nè. Túi có tiền à? Không bán thiếu. Bà không có bán thiếu. Rồi hết mỏi chân chưa, đi về. Đi sải sải rồi kìa. Đó. Đây là phía bên hàng bán tạp hóa của chợ Lai Dung. Thì lúc nãy là cái dựa tạp hóa của anh Út Anh. Wow. Đèn Tết kìa. Đèn Tết kìa mốt. Mua dây về treo. Rồi cái chân nó dài nó đi rồi mốt ơi. Sải sải kìa. Rồi thôi bây giờ mình đi về nha mọi người. Đi thẳng
đây là đi về nhà với cô ở nãy quẹo để mua bông phía bên đó. Để ra anh đây có mấy lối rẽ đó, mình xoay một vòng trung tâm chợ đây vung cho mọi người coi. Đây là phu nhân của ông Lưu Cẩm Biếu. Đây còn đây là phu nhân của ông Nguyễn Văn Bân. Cái này là gọi là lão phu nhân rồi. Đây là phu nhân của ông Nguyễn Văn Bân. Còn đây là phu nhân của ông Lưu Cẩm Biếu. Đó, mình kể sự thật nhưng mà bà nói mình cà phê bà thôi, mình tắt luôn.